Đây là một trường hợp một bệnh nhân nữ sinh năm 57 là bao nhiêu tuổi đó? 59 59 tuổi. Có tiền căn có bị cao huyết áp tim mạch mà điều trị không có thường xuyên. Tiểu đường 5 năm, phát hiện được 5 năm đang điều trị mà cũng không, chắc cũng không thường xuyên đúng không? Có kiểm tra đường huyết thường xuyên không? Không, nhập viện ở bệnh viện tuyến trước vì đau bụng, buồn nôn, sốt nhẹ. Rồi khi nhập viện ở tuyến trước thì bệnh nhân được nằm theo dõi hội chứng bụng cấp, điều trị 5 ngày thì tình trạng nó có đau có giảm. Sau đó thì bệnh viện tuyến trước người ta làm CT bụng, người ta nghi ngờ là có thủng tá tràng cho nên chuyển đến bệnh viện này nhé. Thì có xét nghiệm kèm theo ở bệnh viện tuyến trước là có xét nghiệm amyla huyết tương là 78, CRP là cũng 78, như là chỉ ta có phản ứng viêm mà tăng nhẹ và không đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán viêm tụy cấp về mặt xét nghiệm nha. Thì khi nhập viện của mình ở đây đấy thì bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn, không có sốt, bụng ấn đau thượng vị nha, nửa bụng bên kéo dài xuống nửa bụng bên bên phải, thượng vị hông bên phải, phối trộn phải, có xét nghiệm bạch cầu thì bình thường, có kích bạch cầu bình thường nè. CRP thì cũng tương tự như ở tuyến trước, có nghĩa là khoảng tăng hơn khoảng chục lần, 77. Amyla huyết tương thử ở đây là còn có 38 nha. Thì bệnh nhân được chuyển lên đây theo dõi một cái hội chứng bát tắc ruột. Thì cái này khi mới nhập viện khoa này á, thì thầy có khám thì thấy là bệnh nhân toàn trạng, bệnh nhân tỉnh táo ha, da niêu hồng hào, không có vằn mắt, không có phù, bụng bệnh nhân chứng nhẹ, ấn đau vùng thượng vị nha, và cái vùng nửa bụng bên phải có cảm giác là cái bụng nó đầy đầy. Cái cảm giác đầy đấy là nhiều khi là phải có một bác sĩ thầy thuốc nào kinh nghiệm nó mới chẩn được. Cảm giác đầy đã chứng tỏ là trong bụng có tích nhiều nước, thì nó bạn hiểu không? Cái nước này có thể là ở trong khoang bụng, có thể là ở ở khoang xa phúc mạc, có thể là cái dịch đó nó tẩm nhuận, nó các mô trong trong ổ bụng, cái là mà keo mặt nó phù nề, nó tích nhiều nước. Thì khi ta khám nó ta cảm giác là nó đầy đầy, nó khác với cái bụng là cái lượng nước nó ít, thì nó bạn hiểu không? Ví dụ bệnh nhân bị cái trong ổ bụng chúng ta đấy, nó có ba cái vật chất, một là chất dịch, hai chất rắn, thứ ba là chất khí. Hiểu rồi ha, bỏ chất rắn ra đi nha, bỏ chất rắn. Chất rắn là cái gì? Ví dụ là phân phân cứng trong đấy, như thế thì còn hai thành phần chủ yếu là dịch và khí thôi. Mà nếu trong ổ bụng chúng ta khí nhiều hơn thì ấn cái bụng cũng chướng đấy, khí chứa nhiều, khí chứa nhiều dịch bụng được chứa hết. Nhưng mà nếu mà ấn bụng có chứa nhiều khí, khí đây là khí ở trong lòng tiêu hóa đấy, chứ không phải khí trong ổ bụng. Khí trong bụng như phúc mạc là bụng không có khám được nha, thì cái cảm giác ấn nó sẽ mềm hơn nha. Còn ấn cái bụng mà chứa nhiều nước thì cảm giác khi ấn nó sẽ đầy đầy hơn, nó căng căng hơn chút xíu mà không phải là căng thẳng ra. Thầy nói bạn hiểu không? Cái cảm nhận này nó rất là quan trọng nha. Thì nếu mà ấn mà trong bụng cảm giác nó đầy đầy như thế thì nghĩ là trong bụng nó có tích nước, nước đó có thể nó ở trong ổ bụng, ở trong khoang phúc mạc, có thể xa phúc mạc, nó có thể nó tẩm nhuận ở trong mặt treo mặt nối vân vân. Hiểu rồi ha. Thì trường hợp này thầy nghĩ là có nước ở trong bụng, mà nước nó tẩm nhuận ở trong các mô và xa phúc mạc, chứ không phải là nước nước tự do trong bụng mà ta gọi là dịch bắn. Nắm được chưa? Rồi thì cái này cũng rất là đặc biệt, nếu không có kết quả cận lâm sàng thì cũng khó mà chẩn đoán. Tại vì trên bệnh nhân có về mặt dịch tễ học đấy, trên bệnh nhân nữ nè, có tiền căn tiểu đường nè, bây giờ đau bụng cấp, đau bụng vùng trên thượng vị đấy, thì có hai cái chẩn đoán liên quan đến cái đau bụng đấy. Một là gì dạ dày, thứ hai nữa là đau liên quan đến sỏi mật. Sỏi mật đó có thể là gây đau do nó kẹt ở túi mật, có thể gây đau do nó kẹt ở đường mật, có thể gây đau do nó kẹt ở đoạn cuối đường mật, gọi là gây viêm tụy cấp. Nắm được chưa? Cũng có thể là đau do riêng do tụy, viêm tụy mà không phải là do sỏi mật. Nắm được ba thì ba bốn cái chẩn đoán đấy nha. Thì ở tuyến trước người ta nghi ngờ có thủng tá tràng, lý do mà sao ta nghi ngờ thủng, tại vì ta thấy là cái vùng đầu tụy tá tràng nó phù nề, mặc dù không có khí tự do ở cái vùng đấy. Khi vào bệnh viện mình đấy thì có kết quả lại xét nghiệm, thì nói rồi, xét nghiệm huyết học sinh hóa đã nói rồi ha. Thì các xét nghiệm về siêu âm là gì, là có các quai dịch qua ruột ứ dịch tăng nhu động, có thâm nhiễm mỡ nhiều chung quanh các qua ruột. Thì đấy bạn thấy là chứng tỏ có phản ứng viêm, viêm trong cái mô mỡ ở trong ổ bụng ha, và có tình trạng liệt ruột.
liệt ruột này, liệt ruột là bán liệt, bán tắc ruột thôi, liệt ruột nó gây bán tắc cho nên ruột nó tăng nhu động chứ không phải là tắc ruột cơ học đâu nha. Rồi cái kết quả CT ở đây nè, tụ dịch kèm thâm nhiễm mỡ vùng đầu tụy tá tràng và vùng thấp hơn ha, rồi thâm nhiễm mỡ ở khoang quanh thận phải. Như thế thì cái hình ảnh trên siêu âm và hình ảnh trên CT nó phù hợp với một cái tổn thương trong ổ bụng và sau phúc mạc ở một bệnh nhân hậu viêm tụy cấp. Nắm được chưa? Viêm tụy cấp thì sao? Thì nó sẽ gây ra tiết dịch, cái dịch đó có tính chất viêm nhiễm, dịch đó nó động ở chủ yếu vùng sau phúc mạc và nó lan theo xuống dưới theo hướng của các khoang ở phía sau phúc mạc đấy nha, và nó gây viêm cái mô, bị cái mô phía sau, cụ thể là cái gì, là viêm cái vùng sau phúc mạc, viêm cái mỡ quanh thận, nó làm phù nề cái tá tràng. Cho nên trên hình ảnh CT này nó độc, nếu là một người có kinh nghiệm thì sẽ chẩn đoán được đây là cái tổn thương tụ dịch viêm sau phúc mạc ở bệnh nhân hậu viêm tụy cấp chứ không có thủng tá tràng. Thủng tá tràng thì cái xác suất rất là cao là có hơi phía sau phúc mạc, mà thủng tá tràng thì không có cái bệnh lý gì, không có cơ chế để giải thích được hết. Thì nó bằng hiểu không? Cho nên thầy vẫn chẩn đoán là đây là một cái bệnh cấp nha, hậu viêm tụy cấp. Cụ thể là gì? Có tình trạng viêm nhiễm tụ dịch ở vùng sau phúc mạc, vùng quanh đầu tụy tá tràng, nó lan xuống vùng hông bên phải. Hiểu rồi ha. Một vấn đề đặt ra nữa là tại sao viêm tụy cấp mà 25 vết thương bình thường? Hiểu vấn đề chưa? Thì một là sai số về xét nghiệm, chắc chắn sai số không phải, tại vì hai xét nghiệm amila ở tuyến trước và bệnh viện mình đây là bằng nhau hết, không nhất. Cái thứ hai nữa là viêm tụy cấp trên cái tụy hoại tử, toàn bộ cái tụy nó tiêu hết, nó không còn mô tụy chức năng nữa thì amila cũng không tăng. Viêm tụy cấp thể hoại tử thế nặng, xét nghiệm lúc đấy thì amila với tư nó không tăng. Thứ ba nữa, viêm tụy cấp trên là viêm tụy mãn, thì thầy nghĩ là khả năng thứ ba này nó có vẻ phù hợp nhất. Bệnh nhân bị tiểu đường có thể viêm tụy mãn, viêm tụy mãn lâu đã cấp trên là viêm tụy mãn đấy, thì amila với tư nó cũng không tăng mà chỉ tăng nhẹ thôi. Cho nên cuối cùng thầy kết luận là gì, là một cái tụ dịch ở vùng sau phúc mạc hậu viêm tụy cấp, không có khả năng thủng tàn rỗng, mà cụ thể là thủng tá tràng. Thì cho đến ngày hôm nay, mấy ngày nay nó điều trị giống như là viêm tụy cấp, dịch truyền dịch hỗ trợ cho bệnh nhân, cho giảm kháng viêm, giảm đau, cho kháng sinh phòng ngừa bội nhiễm. Cho đến ngày hôm nay thì bệnh nhân đã giảm đau nhiều, cái bụng vẫn còn cảm giác như thế, vẫn còn đầy, cảm giác trong bụng vẫn còn tích nước trong đấy, nhưng mà bệnh nhân đã giảm đau hơn rất nhiều, đang uống được rồi. Nên hôm nay thầy cho bệnh nhân xuất viện và tiếp tục điều trị nội khoa giống như cái hậu viêm tụy cấp sau đấy, và hẹn ta tái khám định kỳ, không được chưa? Rồi trong những ngày tới thì có thể có những cái vấn đề gì xảy ra? Những ngày tới thì có thể là bệnh nhân có thể nếu mà viêm tụy cấp mà có thể tiến triển nặng hơn. Viêm tụy cấp là ổn rồi, không nặng hơn đâu. Viêm tụy cấp trên là viêm tụy mãn thì thường là không phải là viêm tụy thể nặng. Viêm tụy cấp thì có hai thể, thể nhẹ và thể nặng. Thể nhẹ là phù nề, thể nặng là hoại tử xuất huyết. Nha, mà trên cái viêm tụy cấp mà trên cái nền viêm tụy mãn đó thường đa số thể nhẹ, tại vì tụy nó sơ cứng nó chai cho nên thường không có hoại tử. Cho nên trong những ngày tới có khả năng là những cái dịch tụ ở cái vùng sau phúc mạc này nó không có tiêu. Hiểu không? Nếu nó không tiêu đi thì nó sẽ có hai cái thứ, một là nó nhiễm trùng, dịch tụ nhiễm trùng, hai nữa là nó thành cái nang, ta gọi là nang giả tụy. Hiểu không? Thì để theo dõi cái đấy bắt buộc bệnh nhân phải đến đây tái khám định kỳ, siêu âm kiểm tra lại cho đến khi nào là thằng thấy bụng hoàn toàn mềm, không còn cảm giác nó đục tụ dịch trong bụng nữa thì mới hết. Còn nếu không cứ để tình trạng như thế, dịch nó không hấp thu thì sẽ diễn tiến đến một là nang giả tụy, hai là tụ dịch nhiễm trùng. Đồng ý rồi ha? Thì thầy nghĩ dự hộ trường hợp này là trung bình, nhưng tại vì cái tổn thương này là nhẹ, nhưng mà trên cái cơ địa là bệnh nhân có tiểu đường, cơ địa viêm tụy mãn, cho nên là nâng lên một cấp là trung bình. Hiểu vấn đề chưa? Hiểu rồi. Qua trường hợp, qua ngày hôm nay ta học được cái gì? Học được cái gì? Ngày hôm nay ta học được đó là một cái bệnh lý khi mà nhập viện với cái tình trạng đau bụng ở vùng thượng vị, rồi có cảm nhận thấy dù tụ dịch, thì chúng ta cần phải phân biệt giữa cái bệnh lý về tá tràng với lại bệnh lý về tụy cũng như là túi mật. Thì vì bệnh nhân này già với lại trước ta cái nghi ngờ là bị viêm tụy trước đây, do đó mình nghĩ nhiều đến hướng là
tụ dịch sau phúc mạc do viêm tụy cấp chưa? Không phải. Đôi khi cái chẩn đoán lâm sàng đấy mà cái tiền căn nó quyết định 50-60%. Nếu không có tiền căn, hỏi bệnh nhân khám cái bụng thì khi cũng khó phân biệt được cái thủng đạo rỗng hay một cái viêm nhiễm trong ổ bụng mà không phải ngoại khoa. Hiểu không? Viêm nhiễm trong ổ bụng không ngoại khoa là gì? Là không có một cái tạng rỗng bị thủng, không có một cái tạng nào đấy nó rỗng nó bị hoại tử. Rất là khó. Cho nên nếu bỏ qua cái tiền căn đấy thì nhiều khi chúng ta chẩn đoán không ra. Cái thứ hai nữa là chúng ta biết được một cái hình thái mới của cái viêm tụy là một cái đau bụng cấp, nó diễn biến thành tụ dịch ở cái vùng sau phúc mạc, nó gây viêm cái vùng sau phúc mạc đấy hậu viêm tụy cấp, nghĩa là đã hết viêm tụy cấp rồi nhưng mà những cái tổn thương nha, khi mà nó xảy ra viêm tụy cấp nó vẫn còn tồn tại một thời gian sau đấy, đúng không? Thứ ba nữa là gì, là nhớ dấu hiệu đặc trưng, dấu hiệu này là thầy phải học nha. Khi mà bạn thấy là gì, trên đó hình ảnh một cái đọc là có thâm nhiễm mỡ nha, rồi có gì nữa, có thâm nhiễm mỡ là chứng tỏ có phản ứng viêm. Thứ hai nữa là thâm nhiễm mỡ ở cái khoang quanh thận nha, là cái dấu hiệu đặc trưng cho viêm tụy cấp đấy. Hiểu vấn đề chưa? Nếu viêm nhiễm trong ổ bụng á thì không có thâm nhiễm mỡ ở quanh thận đâu, cho nên thấy cái dấu hiệu thâm nhiễm mỡ quanh thận phải thận trái hay là hai thận thì nó là có dấu hiệu tương đối đặc trưng nha, cho viêm tụy cấp nha. Thứ ba nữa là gì, viêm tụy cấp có thể là nó lao huyết tương nó bình thường nha. Một là viêm tiểu nó hoại tử hết, hai là viêm tinh nền mãn, thứ ba nữa là khi xét nghiệm đấy là còn nguyên nhân thứ ba là gì, là khi xét nghiệm đấy thì nó đã hết viêm tụy cấp rồi thì ai mới lao huyết tương nó trở lại bình thường, đồng ý không? Mà có thắc mắc gì nữa không? Tắt đi.